xin chào anh em. Chào các bạn. Vâng, iPhone 13 Pro Max. Đây là những chiếc điện thoại xịn nhất của Apple tại thời điểm hiện tại. Đó, xịn nhất luôn. Tất nhiên là mình không làm clip review đâu, bởi vì là mình không giỏi làm review và rất nhiều người khác làm review rồi. Ngày hôm nay thì mình làm clip mà hướng dẫn anh em cách chọn mua cái máy này. Có những anh em đang nghĩ trong đầu là máy mới cần quái hướng dẫn chọn mua, nguyên siêu cần quái hướng dẫn mua, nhưng mà thực ra là nguy hiểm phết đấy. Cái siêu của iPhone 13 Pro Max series 13 năm nay thì nó khác đúng không? Nó rất là khác luôn. Đó. Các bạn nhìn nha, anh em nhìn nha. Đấy, nó khác như này này. Đấy, đó. Rất là khác nha. Và có một cái điều ấy rất là quan trọng mà mình muốn làm cái clip này để chia sẻ cho anh em. Đó là mình kể câu chuyện như này này. Hàng nguyên siêu nhá. Ngày hôm qua thì mình có chị khách, chị qua chị bán, nhờ mình bán hộ con này. Bởi vì chị được người ta khác tặng. Đó, và nó là 1TB luôn này. Tí thì mình sẽ box siêu con này luôn cho các bạn xem liệu bên trong có phải là điện thoại hay không. Mình sợ nhất là như vậy. Bởi vì là vì sao? Bởi vì là cái email này mình check trên hệ thống Apple đã bị kích hoạt cách đây 2 ngày rồi. Và chị bảo là 2 ngày trước thì tặng, nhưng mà lại bị kích hoạt 2 ngày. Thì chị qua cửa hàng mà chị có hỏi người mua ấy, thì người mua đấy có hỏi người tặng ấy, người tặng nó có hỏi cửa hàng mà người ta mua ấy, thì người ta bảo là kích hoạt online. Nhưng mà mình nói thật với lại cả các bạn nhất là không chịu kích hoạt online đâu, Apple không chịu kích hoạt online đâu, phải mở máy lên kích hoạt thì mới bị kích hoạt. Thế nên mình nghi ngờ chiếc máy này đã bị đóng lại siêu. Mình nghi ngờ chiếc máy này bị đóng lại siêu, nhiều người nghĩ mình chắc là bị điên, bởi vì là máy mới ra làm gì có chuyện đóng lại siêu, ai làm được. Nhưng mà không có đâu nhá, bây giờ làm rất là dễ rồi. Những cái siêu ngày xưa ấy thì làm có khi còn khó hơn bây giờ nó rất là dễ. Đây các bạn nhìn thấy siêu chỉ là một lớp mà một lớp tem dán màu đen này thôi. Đó, siêu của iPhone 12 Pro Max đây, mình còn một quát nhá. Một con khác nhá, thì nó là cái lớp dán trên hộp như này. Còn những chiếc máy trước thì nó là siêu giống như chiếc điện thoại của Xiaomi ấy. Đó, những cái đấy thì phải khỏi phải khiếc, đóng khó phết đấy. Còn những chiếc như này dễ lắm. Đây này, ví dụ nhá, những chiếc này, máy này nhá, đó các bạn chỉ khéo tay các bạn nhấc cái này ra này, đó là các bạn phải rút được cái hộp máy ra. À, mình nói thật như vậy là cái những cái siêu này là mình ngày trước hình như mình đã làm clip hướng dẫn 12 Pro Max rồi đúng không? Đó, rất là dễ. Còn những chiếc máy này thì lại là siêu giấy, siêu khác hoàn toàn luôn. Đó, 13 nhá, à 13 Pro Max nhá. Đó, trên này có ghi chữ 13 Pro Max này. Đó, 13 Pro nhá. Đây, trên này có ghi là 13 Pro này. Đây này. Đó, 13 Pro này. Hay là 13 thường. Đây, chỉ trên này có ghi là 13 thường này. Đó, toàn là siêu, chỉ là cái tem giấy thôi. Thế này tem giấy thì nó in thoải mái mà, làm lại dễ lắm, không phải là quá bồ mới làm được đúng không? Thế nên là mình nghi ngờ chiếc máy này là đóng lại siêu, và khi đó mình đã tìm hiểu rất là kỹ thì mình đã biết là đúng chiếc máy là đóng lại siêu thật. Mình đã liên hệ và mình mua được cái này với giá 35.000. Đó. Một cái tem siêu luôn để có thể ra lại được với giá 35.000, mình liên hệ. Cái này thì mình không nói rõ là mình mua ở đâu nhá, tại vì là cái này liên quan đến cửa hàng của người ta, mình không nói rõ, nhưng mình đã mua được. Thế nên là anh em lưu ý trong trường hợp anh em mua máy mà 13 Pro Max nguyên siêu, nhưng em không nên quá là tự tin là chiếc máy này ngon. Chính vì vậy mình sẽ phải làm cái clip này để hướng dẫn anh em cách chọn mua một cái chuẩn nhất để được một chiếc máy 13 Pro Max chuẩn zin như anh em cần tìm nhá. Anh em cùng chú ý xem. Thì việc đầu tiên thì mình sẽ bỏ qua chiếc máy 13 và 13 Pro Max bên, và mình nói thật là hai chiếc máy này cũng tương tự như chiếc máy 13 Pro Max, mình chỉ muốn làm máy xịn nhất thôi. Thì ở trên bàn ở đây mình đang có là 4 chiếc máy 13 Pro Max với dung lượng 128GB, 512GB và 1TB. Đó, 256GB và 1TB. Đây là 4 dung lượng được sản xuất cho 13 Pro Max cũng như 13 Pro nếu anh em mua. Đó, có nghĩa là dung lượng lớn nhất ở đây là 1TB. Thì chiếc máy này là chiếc máy bị đóng lại siêu này. Tí nữa mình sẽ bóc siêu chiếc máy này ra và xem bên trong như nào. Đó, và chiếc máy này, hai chiếc máy này là hai chiếc máy nguyên siêu. Và anh em có thể nhìn thấy hai cái tem khác nhau đâu. Khác nhau không? Thì đây là hàng xuất cho thị trường Singapore, à Hồng Kông nhá. Có thể dùng hai SIM vật lý được. Đây là hàng xuất thị trường Việt Nam thì nó sẽ có tem hợp quy của Việt Nam và có chữ tiếng Việt ở đây. Đó là cái phân biệt của chúng ta, nó là như thế. Nhiều anh em chuyên mua iPhone thì sẽ biết rồi, còn nhiều anh em mà chưa mua thì sẽ không biết, sẽ không phân biệt được là thế nào là hàng chính hãng Việt Nam và thế nào là hàng xuất ra thị trường nước ngoài. Thì hàng xuất ra thị trường nước ngoài cũng là hàng chính hãng của Apple, nhưng mà được bán tại đây là Hồng Kông, hay là như chiếc máy này này là được bán tại Mỹ. Đó, được bán tại Mỹ. Chiếc máy này thì được bán tại Việt Nam đều là hàng chính hết, nhưng những chiếc máy của chính hãng Việt Nam thì mới bảo hành tại Apple Việt Nam được thôi. Còn những chiếc máy mà xách tay thị trường nước khác về ấy, thì phải có bill mua tại nước đấy thì chúng ta mới bảo hành tại Việt Nam được. Đó, anh em lưu ý là như vậy nhá. Thì cách phân biệt dễ thôi. Đó, anh em chỉ nhìn trên hộp là biết. Cái đơn giản nhất ở đây này. Đây nhá, mình sẽ cùng nhìn ba cái sản phẩm mà đa dạng ở Việt Nam nhất, đó là hàng Mỹ, hàng Hồng Kông và hàng Việt Nam. Hàng Hồng Kông với hàng Việt Nam, hàng Hồng Kông thì nó sẽ có hai SIM vật lý. Chỉ hàng Hồng Kông với Trung Quốc thì có hai SIM vật lý thôi, có nghĩa là chúng ta sẽ không dùng eSIM mà chúng ta sẽ lắp được hai SIM và thay đổi với nhau được. Còn hàng Việt Nam và hàng Mỹ hay hàng các nước khác ấy
thì chúng ta sẽ dùng một sim thường và một eSIM, có nghĩa là sim điện tử ấy, công nghệ mới của Apple ấy. Đó. Và lưu ý như vậy, nhưng mà nhiều người thì không thích dùng eSIM bởi vì nó thay lúc thay sim phải liên hệ nhà mạng, còn sim vật lý thì chúng ta có thể thay lúc bình thường. Đó, thì đầu tiên là chúng ta có thể nhìn trên hộp chúng ta phát hiện được luôn để chuẩn nhất. Thì khi cái tem của Apple người ta sản xuất trong thị trường các nước thì nó sẽ in theo đúng thị trường các nước đấy. Ví dụ nhé, như sản phẩm này bán ở thị trường Hồng Kông. Đó, nhìn nhỉ, nó sẽ có chữ Hồng Kông và Trung Quốc ở đây. Đây này. Đó, nó sẽ có chữ Hồng Kông Trung Quốc đây. Bởi vì bản tiếng Anh chắc chắn là phải có rồi, bởi vì nó là cái cơ bản nhất rồi. Đó, là cái nhất. Hàng Mỹ thì nó sẽ là tiếng Anh thôi, nó chỉ có hai dòng tiếng Anh thôi. Đó, hàng Mỹ như vậy. Còn tất nhiên là hàng Việt Nam của chúng ta thì nó sẽ có chữ tiếng Việt đây. Đó, sản phẩm bao gồm cái gì này, yêu cầu gói dịch vụ là cái gì này, và bên dưới là tiếng Anh dịch lại cả của cái trên, ưu tiên tiếng Việt trên đầu. Và quan trọng nhất là có tem hợp quy nhập khẩu chính ngạch ở Việt Nam. Đó, tem này là tem nhập khẩu chính ngạch nhá, chỉ có hàng chính hãng Việt Nam mới có thôi. Đó, cái xem hộp, qua hộp thì chúng ta đã nhận biết được là cái sản phẩm đấy là có chuẩn chính hãng hay không, đúng không? Còn cái việc mà tiếp nữa là chúng ta cùng xem cái dãy số serial number cũng như là cái modem nhé. Thì ở đây là mình có cái hàng Việt Nam này, bên dưới này nó sẽ là tiếng Việt này. Hàng Mỹ thì nó sẽ là tiếng Mỹ và một số tiêu chuẩn của bên Mỹ ở đây. Còn hàng Hồng Kông thì nó vẫn là tiếng Anh nhá. Đó, hàng Hồng Kông thì nó vẫn in khu vực là tiếng Anh, bởi vì khu vực này không thể thế được. Còn Việt Nam này, em nhìn nhá, tiếng Việt nhá. Đó, thì ở trên này hàng Việt Nam nó sẽ modem là có chữ VN gạch A ở đây này. Thì nó ra hàng Việt Nam, để đi xem như vậy. Việt Nam là VN gạch A, Hồng Kông thì nó sẽ là ZA gạch A. Ngày xưa nó là ZP, nhưng mà từ Ikea Max hay là có từ con nào thì nó đổi thành ZA. Còn ZP bây giờ là hàng Singapore. Đó, còn đây là ZA là hàng Hồng Kông. Đó, còn Trung Quốc đại lục thì nó là CH thì phải. Đó, còn hàng Mỹ thì nó sẽ là LL nhá. Hàng Mỹ thì bao giờ cũng là LL này. LL chắc chắn là hàng Mỹ luôn. Đó, khi đi mua máy thì anh em cứ lưu ý như vậy. Bây giờ thì chúng ta không cần phải đắn đo những sản phẩm này, bởi vì hàng Việt Nam bây giờ rất là rẻ rồi. Nếu mà anh em đi mua hàng Mỹ hay là hàng Hồng Kông ấy, thì nó còn đắt hơn hàng Việt Nam cơ. Cái đấy mình phải nói thật, nó còn đắt hơn hàng Việt Nam cơ. Đó, thì dành cho những anh em nào mà thích của Mỹ thôi, thực ra nó chẳng khác nhau cả. Còn anh em nào dùng hai sim vật lý thì mua hàng Hồng Kông là chuẩn nhất rồi, đúng không? Còn anh em nào mà kiểu như là cứ nghĩ là Mỹ nó ngon ấy thì có thể là chọn hàng Mỹ được, chấp nhận bỏ tí tiền, anh em có tiền thì bỏ ra được. Nhưng thực ra là nó cũng như hàng Việt Nam thôi, không khác gì đâu, cũng không ngon hơn đâu. Và đa phần ở Việt Nam, hàng Mỹ đến tay người Việt Nam đa phần là tiền thân nó là phân phối bởi nhà mạng. Sang Việt Nam chúng ta phải mua cốt để thành quốc tế mới dùng được. Còn Việt Nam chắc chắn là một quốc tế 100%, Hồng Kông quốc tế 100% rồi. Đó, thì bây giờ mình sẽ bỏ qua hai con này sang một bên nhá. Mình sẽ tập trung vào cái con Việt Nam mà một T3 mà bị bóc siêu này. Đó, còn dung lượng này anh biết rồi nhá. Bây giờ mình nói rồi đấy, có 128 này, có 256 này, có 512 này và có 1 TB. Đó, 1 TB là cao nhất hiện tại. Còn màu sắc thì sao? Màu sắc thì có màu vàng nhá, trên hộp in màu vàng này. Đó, màu đen này, trên hộp in màu đen này. Màu trắng này, trên hộp in màu trắng, và một cái màu xanh thì rất tiếc là màu xanh mình bán rất chạy nên không còn con nào để mình làm clip cho anh em được, cho anh em hình dung được. Đó, màu xanh nữa là cái hộp nó in màu luôn. Còn bây giờ mình sẽ tập trung vào con này này. Thì để kiểm tra là biết là máy có chuẩn hay không ấy, thì việc mình nói vào qua sơ qua về hộp rồi và cái màu sắc đây. Đó, cái màu sắc và cái hộp nữa, chất liệu của cái hộp nữa, chất liệu của hộp phải là rất là khít và đẹp như thế này thì nó mới chuẩn. Còn nhiều khi trường hợp mà cái hộp một cái màu hơi phai phai ấy, nó cái màu hơi phai phai thì anh em có lưu ý cho các bác sĩ nó nhé. Mặc dù bây giờ làm fake rất là giỏi rồi, đúng không? Đó, khi chúng ta sờ tay vào cái máy này, cái máy nó sẽ lại in nổi lên này. Đó, cái này là in nổi lên, chúng ta sờ tay vào rất là nổi đều nhá, đều các cạnh này. Đó, là in nổi và đều các cạnh này, rất là đẹp, nhìn như là một chiếc máy thật đấy. Đó, chữ iPhone rất là đều phông màu vàng như thế này. Đó, ở trên màu bạc ấy thì nó sẽ là màu bạc nhá. Máy màu bạc, à, máy màu trắng nó sẽ là màu bạc nhá. Máy màu đen thì nó là màu xám nhá. Đó, cái chữ nó sẽ thay đổi luôn. Mà khi chiếc máy màu xanh ấy thì nó sẽ là màu xanh luôn. Đó, anh em lưu ý là như vậy. Tem siêu ấy thì đúng là chữ iPhone 13 Pro Max rồi, nhưng tem siêu bây giờ làm nhái lắm, dễ lắm. Bây giờ mình cho anh xem ấy. Đúng không? 35.000 là nguyên siêu được. Thế nên anh em cần lựa chọn cửa hàng uy tín để mua. Cần lựa chọn cửa hàng uy tín để mua nhá. Nhiều khi các cửa hàng to người ta cũng có thể làm cái việc này. Trong trường hợp khách chẳng may bóc siêu, người ta không lấy hàng ấy, người ta vẫn đóng lại ấy, anh em phải cẩn thận. Thế nên cần chọn những cửa hàng uy tín để mua. Mình đã làm thì mình sẽ chắc chắn là mình sẽ bán hàng chuẩn rồi. Đó, quảng cáo như vậy, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em kiểm tra nhá. Thì việc đầu tiên thì ở trên này nó sẽ có dãy số email. Đó, mình sẽ cái con này thì là bị kích hoạt rồi ấy, thì mình sẽ khoe anh em thôi. Những con này mình sẽ không khoe được bởi vì lộ sẽ dãy số email ra rất là nguy hiểm. Có thể là sẽ bị đánh cắp dãy số email để nạp vào chiếc máy khác mà bị ai lao. iPhone 13 và Mac thì bây giờ ít lắm, nhưng mà biết đâu một thời gian nữa mà không ai dùng thì lại bị đánh cắp ai lao sao. Đó, thì chiếc máy này mình sẽ khoe, còn chiếc máy khác mình sẽ không nhé. Đó, thì việc để chúng ta biết, bởi vì chúng ta không thể mở bên trong chúng ta xem được, đúng không? Bởi vì bên bán hàng người ta yêu cầu là thanh toán thì chúng ta mới được bóc siêu, cả cái bên mình cũng vậy thôi. Đó,
thì chúng ta sẽ không thể xem được bên trong được. Thì chúng ta muốn kiểm tra bên ngoài là máy này có nguyên siêu chuẩn hay không ấy, thì cách duy nhất là chúng ta có thể làm được là chúng ta kiểm tra cái thời gian kích hoạt, kiểm tra cái thời gian kích hoạt nhé. Cái này thì mình lưu ý là chỉ mang tính gọi là được 80% là chính xác thôi, chứ nhiều khi trường hợp người ta vừa kích hoạt buổi sáng, người ta đóng lại siêu, người ta bán ra buổi chiều, thì anh em cũng thì nhiều khi ở trên hệ thống cũng chưa báo kích hoạt thì anh em cũng không thể chuẩn được đó. Nhưng mà mình cứ chắc chắn là mình cứ kiểm tra đã. Thì bây giờ là chúng ta sẽ vào trình duyệt kết nối wifi hoặc là có 4G được vào trình duyệt, chúng ta sẽ gõ cụm từ là check iPhone nhé, check iPhone này đó, check iPhone này đó, vào ngay trang chủ này, trang chủ có logo Apple đó, nó là trang như này này, mình quay lại nhé. Check iPhone nó trang chủ luôn của Apple này đó, check cover app.apple.com đó, chúng ta vào đây nhé, chứ không phải trang linh tinh gì cả đó. Bây giờ là cái này là tiếng Pháp rồi đúng không, để cho chuyển dễ thì chúng ta có thể ấn xuống dưới này đây nhá, mình quay lại này, quay vào trang như này này đó, cái này là tiếng Pháp nhé, mình kéo xuống dưới, mặc định hay, mình chả hiểu sao mặc định hay là tiếng Pháp, chúng ta có thể chọn tiếng Anh đấm đây, chúng ta có thể chọn vùng Việt Nam nhưng nó sẽ không là tiếng Việt đâu nhá, nó chỉ là tiếng Anh thôi. Đây chúng ta mình ví dụ mình chọn này Việt Nam nhé, đây Việt Nam dưới cùng như chỉ là tiếng Anh rồi đó, nó sẽ là tiếng Anh. Thì ở đây chúng ta sẽ gõ cái dãy số serial number là dãy số này, đây này serial number nhá, là cái này dưới này họ serial number, hoặc là dãy số email là cái này. Đây chúng ta rõ gõ một trong hai được, tùy chúng ta thích gõ thì gõ, thì chúng ta biết mình thì mình thích gõ email hơn đó, thì mình sẽ gõ ở đây. Đấy. Có dây số email này. Đây. Nó hiện cái nút xanh như này nhá, là nó bị bán rồi, nó bị kích hoạt rồi. Đó, thế là mình mới nghi ngờ là cái siêu giả và đúng là nó siêu thật. Thì ở đây là nó sẽ báo thông báo nó ba cái nút xanh. Đó, thì nút xanh đầu tiên là có ngày mua hợp lệ, có nghĩa là đã được bán rồi, là có ngày mua hợp lệ. Chứ còn nếu không thì nó sẽ hiện là hãy kích hoạt iPhone của bạn, tí là mình sẽ để cái ảnh ở dưới đây cho anh em xem này. Tí mình để cái ảnh chỗ này cho anh em nhìn nhá. Đấy là máy là chưa kích hoạt, mới là máy chuẩn mới, còn đây máy đã kích hoạt rồi, nghĩa là bóc ra và bật lên rồi. Đó thì nó sẽ có ngày mua hợp lệ này. Cái ngày hỗ trợ bằng điện thoại, ngày hỗ trợ online ấy, thì nó sẽ đến tháng 12 tháng 2 của năm 2022. Có nghĩa là nó sẽ được 3 tháng hỗ trợ online. Đó. Thì có phải là cái ngày kích hoạt, ngày bảo hành nhá, ngày bảo hành của nó là ngày 13 của tháng 11 của năm 2022 này. Đó, ngày bảo hành đến hết ngày 13 tháng 11 của năm 2022, bảo hành chính hãng Việt Nam. Thì có phải là ngày kích hoạt là ngày 14 không? Có ngày kích hoạt ngày 4, hôm nay mình làm video ngày 16 thì mới cái 2 ngày đây đã kích hoạt rồi. Đó, hôm nay chị khách cầm qua thì mình mới tìm hiểu, nhưng có nghĩa là đã bị kích hoạt rồi đúng không? Đó. Cái này là ngày kích hoạt, ba cái nút xanh này đã bị kích hoạt rồi. Có nghĩa là đây đầu tiên là ngày mua hợp lệ này. Thứ hai là hỗ trợ bảo hành online, thứ ba là hỗ trợ bảo hành đến hết thời hạn này, có nghĩa là từ ngày 13 cơ. Mà rõ ràng là mình mua máy là ngày 16 thì kích hoạt xong nó phải bảo hành đến ngày 15, có nghĩa là hết hạn bảo hành là hết ngày 15 của tháng 11, nhưng mà bây giờ nó lại hết ngày 13. Đồng nghĩa việc là máy đã bị kích hoạt rồi. Máy bị kích hoạt mình phải nói thật với anh em là như này nhé, máy iPhone khi anh em mua và kích hoạt nó sẽ mất giá tầm vài triệu, không bao giờ bằng máy mới được, bởi vì đã kích hoạt rồi nó sẽ báo hệ thống và sẽ mất giá đi. Bên mình bán đã kích hoạt rồi mình phải bán rẻ hơn vài triệu đó. Thì khi mà anh em đi mua tự nhiên mà thiệt mất vài triệu khá đau xót đúng không, mặc dù là anh em có tiền nữa khá là tiếc đúng không. Thế nên anh em phải kiểm tra nhé, kiểm tra chuẩn đây đó, rõ ràng là máy mới nguyên siêu mà tại sao lại bị kích hoạt, thì nó đang bị đóng siêu lại rồi đúng không. Thì bây giờ thì mình sẽ mở siêu ra cho anh xem liệu bên trong có phải củ gạch hay không, bởi vì là cái việc mà anh em mua online là rất là nguy hiểm là như này. Nhiều khi anh em mua nhá, có rõ ràng nguyên siêu như này nhưng bóc ra bên trong là có thể là một chiếc máy đẻo, có thể là một chiếc máy rẻ tiền hơn, có thể là một chiếc máy cũ, nhưng mà cái đen nhất là có thể là một cục xi măng, một cục gạch mẹn ấy, vừa đây cũng đủ cân nặng đó là anh em chết rồi đúng không. Thế nên là khi mua là cần phải tìm cửa hàng tin tưởng nhất để chúng ta mua, để chúng ta có khiếu kiện được, hoặc là lúc chúng ta bóc hộp ra khỏi cái gói hàng ấy là chúng ta có quay phim lại để chúng ta có thể khiếu kiện được. Tốt nhất lên chọn cửa hàng uy tín tại anh em mua, cửa hàng có tên tuổi, cửa hàng nó dám nói ra làm như mình, thì anh em nên mua, chứ đừng mua cửa hàng trôi nổi, mặc dù rẻ hơn một vài trăm, rẻ hơn một vài triệu nhưng có thể rước họa vào thân. Bây giờ mình sẽ bóc hộp ra nhé, xem liệu bên trong phải củ gạch hay không. Đó, sợ nhất là bên trong là củ gạch, nhưng nếu là bên trong là đúng máy và kích hoạt rồi ấy, thì công nhận là chấp nhận là cái việc chị bị mất mấy triệu. À mà chị được tặng mà chẳng quan trọng, cái người mua mất mấy triệu thôi nhé. Bây giờ mình sẽ bóc sim, mũi tên như này. Giờ mình sẽ bóc nha. Sim rất là đơn giản như này thôi. Đó, mình vừa cho anh em xem ấy, nó đóng lại thoải mái đúng không? Đây, đó, bên này nha. Đây. Đó. À. Ok, được máy thật. Nhưng mà không biết có chuẩn dung lượng là 1 TB hay không.
được máy giặt nhá. Đúng rồi, bên trong thì sẽ có một cái túi này này, đầy đủ rồi, không bị thiếu mà cái gì cả. Đó. Có cái của Việt Nam không? Đây có cái của Việt Nam này, hướng dẫn cách mở máy tắt máy thôi. Đó. Ok, được máy thật. Chứ mình sợ nhất là bóc ra bên trong lại cục gạch men. Mới mua với giá 45 triệu thì bỏ mẹ. Đó, còn một T3 bây giờ 43 45 triệu cơ. Đây một cáp sạc Taxi Lightning này. Đấy, nhiều khi nhá, nhiều khi mình nói này, nhiều khi anh em mua phải cái hàng mà nó đóng siêu lại là có thể là nó sẽ đổi cái này. Nó có thể là nó sẽ đổi cái này thành cái không xịn. Đó, thì mình sẽ thử xem là cái này nó khác nó xịn nó sẽ như nào. Đầu tiên thì chân bên trong màu vàng. Chân bên trong màu vàng có hai cái chấu ở bên trên cao này và những cái chấu kia nó nằm bên dưới này. Đó có hai cái chấu hai bên. Đó, anh em nhìn nhá, đầu tiên là chân Taxi màu vàng này. Thứ hai là chân Lightning thì nó lại sẽ là màu bạc, không phải màu vàng nữa như cái đời cũ. Đó, cái đời xem nhá. Đó, mình chỉ nói sơ qua như vậy thôi. Cáp sạc thì có in rồi, bây giờ hàng fake nó in được. Đó. Chứ còn ví dụ như là cái này này nó giá trị của hàng xịn với mình đang bán là 250, và cái dây đẻo thì chỉ 50.000 30.000 thôi. Thế mà nó lại đổi lên cái này là đã có tiền rồi đúng không? Thế nên mua hàng mà đóng lại siêu rất là nguy hiểm nhá. Đó. Mất tiền oan từ cái nhỏ nhất trở đi, cầu cạch thì chết hẳn rồi, còn nếu không được con máy lại bị đổi cáp thì nó mất được rồi đúng không? Cái máy bị kích hoạt rồi thì cũng mất vài triệu rồi. Đó. Bây giờ cái máy nhá. Đây cái máy màu vàng nó hình như này này, 13 Robux đây. Trông nó chẳng khác gì 12 Robux đâu. Đó. Bóc siêu ra, mở nguồn lên. Chỉ có mua màu xanh thì trông nó khác thôi, chứ còn màu vàng này trông giống giống đấy. Đây này, nhìn nha, mình chưa cầm vào nhiều đâu. Đó, nhưng bóc siêu ra bên này đầy vân tay này. Đó, đầy vân tay luôn. Mình chưa cầm vào nhiều đấy, nhưng mà vân tay kín này. Đó. Vân tay kín luôn. Không khéo lại còn xước xước, chưa bị xước, không phải vân tay thôi, bám vào thôi. Đó, máy mới bóc siêu làm gì có chuyện này, đây, vân tay đây. Không phải của mình đấy, mình chỉ cầm vào một tí thôi. Đã đầy vân tay rồi. Đây camera đầy bụi này. Đó, như siêu đấy anh em ạ. Đây cũng là chưa kích hoạt đấy. Cái này hiện là chưa kích hoạt này. Xem email có chuẩn hay không nhá. Ấn vào chấm than. Lại số email đây. Lật cái đít ra. Đó, đây này. CDMR này và email này chuẩn này. Ok, cái này là chuẩn này. Thì đúng rồi, con này là 1T rồi. Ok. Chỉ bị kích hoạt mất các sạc xịn rồi. Mình nhìn là mình biết xịn rồi. Chỉ bị kích hoạt thôi, có nghĩa là chỉ mất vài triệu thôi chứ không mất nhiều lắm, đúng không? Mà người mua người ta mất thôi, chứ còn cái chị đấy chị được tặng chị chả mất. Mình bán hộ chị ấy thì mình đang bán con máy này ấy, mà anh em đặt hàng thì chỉ là 43 triệu thôi. Anh em không đặt hàng thì mình đang bán là 45 triệu, đắt hơn 2 triệu. Bởi vì là cần lấy ngay thì mình phải nhập hơi đắt hơi cao, bởi vì giá bản 1T rất là hiếm. Còn nếu mà mình bán máy mà kích hoạt rồi như chiếc máy này ấy, thì mình chỉ bán 40 triệu thôi nha. 40 triệu là có chiếc máy rồi, có nghĩa là anh em sẽ rẻ hơn được vài triệu. Đó, mình nói thật là như vậy. À, nhưng quan trọng nhất là hôm nay mình làm clip để cho anh biết là cái hàng iPhone nguyên siêu bây giờ mua chưa chắc đã ngon. Anh em phải rất là cẩn thận và tỉnh táo để lựa chọn được cái cửa hàng uy tín và lựa chọn được nơi mua chuẩn nhất, để tránh bị lừa. À, bây giờ này, lừa nó còn nhiều hơn cả là cả mặt đất này, nó còn lừa nó còn nhiều hơn là người thật. Thế nên anh em phải cẩn thận nhá. Đây, 35.000 là có thể làm lại được nguyên siêu, chỉ mất 35.000 thôi. Đó, xem tiếp nhá. Đây là cái siêu nó dán đây rồi, khó nhìn lắm. Nói chung đã làm thì khó lắm, khó phải phân biệt được siêu là siêu dán lại là siêu dán không đâu. Đó, chuẩn đây này, đây. Đó, mình nhìn thấy nhá, mình nhìn cái siêu nhá, mình nhìn kỹ rồi, mình đã thấy rồi, đã thấy một cái vấn đề anh em nhìn nhá. Nhưng mà cái này thì mang tính tham khảo thôi. Đây này, nếu mà siêu đó đúng nhà máy sản xuất nhá, nó dán nhá thì nó đều này. Đó, cái khoảng cách của hai cái mặt này rất là đều anh em nhìn nhá. Còn cái này nhá, đó, trên này thì cao hơn này, trên này thấp hơn này. Tay người dán mà. Đó, nó hơi bị chéo. Đó, nó hơi bị chéo nha. Thì bây giờ anh em đã dùng 13 Max, anh em thử lật cái hộp của mình lên xem nhìn có bị chéo hay không. Nhá, nó rất là đều này. Đó, khoảng cách khoảng 1 cm, chuẩn 1 cm nhá. Mình nghĩ chắc là chuẩn 1 cm này. Trên này, trên dưới này đều như nhau này. Đó, nhưng cái này bị chéo này. Cái trên bị chéo. Đó, hàng dán lại siêu này, trên bị chéo này. Dưới bị chéo này. Đó, và cái màu sắc của cái siêu có vẻ nhạt hơn cái màu sắc của cái này. Đấy nhá. Đó, anh nhìn nó sáng hơn không? Đó, phân biệt cho thấy sáng hơn nhá. Đó, thêm một cách nữa phân biệt này. Bây giờ mình nhìn ra, vừa làm cho anh em và ngẫu nhiên là nhìn ra luôn. Đó, cái màu trên là sáng hơn này. Cái phông chữ có vẻ như mảnh hơn, cái phông chữ này là mảnh hơn này. Phông chữ này đậm hơn này. Bởi vì đây không phải do áp bổ xuất, bên đây là người ta chỉ đánh máy và copy in lại thôi. Đó, cái phông chữ là dày đậm hơn này. Phông chữ mấy phông chữ trên và dưới nó gần như tự nhau. Còn cái này nó rất là mảnh này. Đó, anh em nhìn đâu. Đó là cái phân biệt nhá. Đó, ngày hôm nay thì mình làm clip chỉ đơn giản như vậy thôi.
quảng cáo sản phẩm thì 13 Pro Max hiện tại bên mình khá là sẵn hàng. Màu đen, màu có màu gì và dung lượng bao nhiêu thì anh em có thể inbox trực tiếp bên mình theo website là mnm.vn hoặc là Facebook fanpage là mnm.vn hoặc là comment dưới video này thì mình sẽ nói là mình còn màu gì và dung lượng bao nhiêu. Giá mình bán thì cụ thể là cập nhật trên website mnm.vn nhé. Có đặt hàng thì giá tốt, mà nếu anh em mua thẳng thì giá sẽ hơi cao một tí, bởi vì chấp nhận cái việc bây giờ là hàng rất là khan hiếm, 13 Pro Max khan hiếm, phải công nhận với anh em là như thế nhá. Đó, mình quảng cáo sơ qua như vậy thôi. Đặt hàng thì anh em cũng vào website mnm.vn hoặc là fanpage mnm.vn luôn. Và bên mình thì ship COD toàn quốc, những sản phẩm này thì bắt buộc anh em chỉ có thể COD được 20 triệu thôi, thế nên anh em phải cọc trước cho mình tương đối nhiều, mình phải nói thật là như vậy. Đó, ngày hôm nay thì mình làm một clip để hướng dẫn để cho anh em cách lựa chọn như vậy thôi, và mong anh em ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ mọi người cùng xem, mà nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha, cho mình một like nữa. Cảm ơn anh em xem clip, chào và hẹn gặp lại anh em nhé.